Đó trình diện váy mỏng tanh của mỹ nhân Việt. Hồ Ngọc Hà không có táo bạo nhất, chỉ có táo bạo hơn, nhưng chưa một lần hứa hình. Hà Ngân vẫn khoe được khí chất nàng thơ, còn đẹp bất chấp mọi loại cam. Mỹ Tâm khiến fan quên cả nghe hát, trầm trồ chưa bao giờ thấy chị đẹp đến thế. Các nàng hậu Việt thi nhau đạo dáng, người trầm trồ người xấu hổ vì kém duyên. Mốt váy trong suốt khoe đường cong nuột nà cùng vẻ đẹp quyến rũ ngày càng được các mỹ nhân Vbiz tận dụng. Thế nhưng có người diện hoài diện mãi cũng chưa từng một lần mắc lỗi, lại có người vừa mới thử mặc đã gây tranh cãi. Là một trong những mỹ nhân hàng đầu Vbiz, Hà Hồ luôn khiến công chúng phải trầm trồ với vi rùa sắc sảo, cuốn hút cùng đường cong quyến rũ vạn người mê. Với lợi thế có cả hình thể và chiều cao, Hồ Ngọc Hà rất chịu khó khoe dáng với những bộ trang phục mỏng tanh nửa kín nửa hở siêu hút mắt nhưng vẫn có nét thanh lịch, tinh tế riêng. Gần đây nhất, nữ hoàng giải trí khiến mạng xã hội dậy sóng với loạt ảnh thả dáng khoe body trong set đồ mỏng manh phối bèo, vừa điệu đà, nữ tính nhưng lại vô cùng quyến rũ. Trước đó, khi đi sự kiện nhãn hàng hay tuần lễ thời trang, Hà Hồ đều thoải mái thả dáng trong những bộ trang phục táo bạo. Nhưng mà đỉnh hơn nữa chính là dù lần nào cũng mặc đồ trong suốt thì Hà Hồ cũng chưa một lần phô phang, hớ hênh, luôn khiến dân tình trầm trồ mê đắm. Khác với hình ảnh nhẹ nhàng thường thấy xuất hiện tại thảm đỏ sự kiện gần đây, Khả Ngân lựa chọn trang phục táo bạo hơn, người đẹp khoe dáng trong chiếc váy trong suốt đính hoa 3D trắng siêu thu hút. Nữ diễn viên chia sẻ Ngân đắn đo trong 3 bộ nhưng quyết định lựa chọn outfit này với mong muốn mang lại hình ảnh trưởng thành, cá tính hơn. Và phải nói rằng bộ trang phục này thực sự phù hợp với nhan sắc và khí chất của cô nàng, nhìn vào nữ tính, ngọt ngào, vẫn đủ quyến rũ nhưng ngắm lâu vẫn có chất nàng thơ nhé. Trong hàng loạt clip quay lại Khả Ngân, cô luôn xinh đẹp bất kể là quay đằng trước hay sau, trong sự kiện hay bên ngoài. Một chị đẹp khác cũng chọn váy mỏng khoe dáng trong cùng sự kiện này chính là Huyền Baby. Phú bà lựa chọn cho mình chiếc váy cúp ngang trong suốt đính họa tiết hoa lấp lánh. Chị đẹp khoác ngoài một lớp ren mỏng làm áo choàng để hoàn thiện trang phục, vừa tăng thêm vẻ thướt tha, ngọt ngào, cũng tăng thêm vẻ bí ẩn quyến rũ. Điểm mạnh của Huyền Baby đó là luôn mặc trang phục màu sắc không dễ cân, kiểu dáng còn dễ xến nhưng không lần nào chị đẹp để cho nó thành xến thật cả. Đây chắc là phong thái của phú bà hào môn luyện thành chăng? Chị đẹp Mỹ Tâm suốt bao năm theo nghiệp ca hát dù tạo ra vô vàn hit khủng nhưng về mảng thời trang vẫn luôn là điểm yếu. Nhưng càng có tuổi càng thăng hạng chính là một điểm đáng khen của giọng ca họa mi tóc nâu. Không còn chỉ an toàn trong những bộ cánh váy áo đơn giản, Mỹ Tâm thậm chí táo bạo khoác lên mình bộ trang phục mỏng tanh khoe trọn vóc dáng săn chắc ở tuổi 40 của mình. Và lần này chị đẹp đã thành công thu hút sự chú ý của fan, rất nhiều người còn nói đùa rằng lần đầu tiên không chú tâm nghe Mỹ Tâm hát vì mải ngắm sự quyến rũ, nữ tính của chị đẹp mất rồi. Các nàng hậu Việt đều có ngoại hình hoàn hảo, vừa có dáng đẹp vừa có chiều cao nên nào có ngại những thiết kế táo bạo trong suốt. Lương Thùy Linh gây mê với bộ cánh đen thu hút và quyền lực, dù nhìn rõ cả nội y bên trong nhưng vẫn cực sang. Tiểu Vi khoác lên mình bộ váy tím ôm sát cực kinh diễm, nhìn thế nào cũng chẳng xến đã vậy còn duyên dáng đến khó tả. Nhưng bên cạnh đó cũng có những nàng hậu Sukana khi dám mặc những bộ cánh khoe hình thể thế này. Á hậu Phương Anh từng khoe trọn vóc dáng trong chiếc váy vàng mỏng như cánh ve, đương nhiên nó giúp cô nàng khoe dáng người tuyệt đỉnh. Tiếc rằng đây lại là chương trình lên sóng truyền hình cả nước nên người đẹp lập tức bị chê là thiếu tinh tế, lố lăng. Hoa hậu Mai Phương cũng rất chuộng style này, nhưng có lần thì được khen là kinh diễm, khi lại bị chê là phản cảm vì khoe quá đà.